nó chạy ghê thiệt, hai con này nó giảm dữ thiệt. Ra nước tiếp. Ông nó đâu, lên được chưa? Trời ơi, còn có đồ vàng đâu? Đâu vô. Ba mẹ mày nói xuống rồi, khỏi cho vô nhà luôn. Mình mấy còn gì đâu? Con đồ vàng đâu, để dẫn đi chơi luôn rồi, đi nè. Đi chơi kiếm đồ vàng đi, đó. Đồ vàng chưa về được, đi giải cứu đồ vàng. Đây nè, hai ba cây đi giải cứu mẹ tụi bay nè, đi nha lên. Để con dẫn con kia giờ cái hả? Thầy đứa này đi nha lên. Đi giải cứu mẹ mày nè. Rồi sao qua? Rồi sao qua? Sao đi qua đó được? Giờ không được. Trời ơi, con đốm dẫn đi anh Rạm ơi. Con đốm dẫn đi chứ làm gì biết đường đi. Mày dẫn nó về đốm. Đồ vàng. Đi về. Đi được mà giờ không biết đường về. Nè con này qua giải cứu nó ơi. Giải cứu mẹ này kìa. Trời có vàng chân mà gọi nu. Rồi đạp lên mình nó xù dính sình luôn rồi. Đồ vàng. Nắm về đâu đồ vàng. Đi về. Đem về. Đi ra đây kiếm đường về nè. Ra đây. Đồ vàng. Đi ra đây. Ra đây kiếm đường về nè. Đi lên. Đi chạy đây. Dẫn cho đi lội sình. Đi lên đi. Giờ mất con kinh rồi. Hai mẹ con dẫn đi chơi và con về được. Đi theo con đốm nha mọi người. Con đốm là nó giang hồ, nó đại ca đây. Nó này gì lắm đó, con đốm chạy qua kìa, bạn chạy qua đâu bạn. Đốm. Bạn đâu rồi? Đi chạy qua đây, nhanh lên đồ vàng. Đi giờ nhanh lên đồ vàng. Rồi chạy xuống đi nè, đồ vàng. Đi không biết đường về. Đó đúng rồi, chạy xuống. Đó. Ba mẹ con đi chơi. Gơ giữ chạy giữ giữ. Ba mẹ con giỡn nha mọi người. Nè cho đi chơi sình luôn. Đó sao nhà mình có cái ao của ông cậu. Cậu mình đang sửa ao, cô bé cạp có sình này kia nè mọi người. Đây là cảnh ở sao nhà mình nha. Ở ngay chỗ nhà lầu đó. Kế bên nhà lầu là cái nhà mình. Kế bên nhà lão có nhà nhỏ nhỏ đó, thì đó là nhà mình nha. Đây là cảnh chiều của chỗ mình nha mọi người. Đây con giỡn hả? Đây. Đi lại đây con, từ gỡ lưới nè. Đi nhanh lên. Đi. Vàng. Đi. Nu. Đi nhanh lên, đi. Đi con từ gỡ lưới, chạy trước. Ủa đồ mày chạy dữ ta. Con cắn con đó nha mọi người. Con đó là con sù nha. Còn con sù là mình cho rồi nha mọi người. Cho thằng em mình rồi nhưng mà lâu lâu nó trở qua đây chơi gửi vài bữa vậy đó. Là mày con giống y tan. Đi vô. Đi lên. Rồi. Là mày con. Đi vô. Tao dẫn lát cho tụi bay lên lội sình thấy mẹ tụi bay. Lino là banh nhất. Lino. No. Có cá không Tư? Dạ. Dính cá không? Mà thăm lú rồi, thăm lưới. Có hai lưới nó có giật kìa. Dạ. Đi vô lội sình. Con đốm con dẫn đi. Con đốm dẫn hai mẹ con nó đi. Rồi sao con đốm chạy vô rồi. Đi vô. Ba mẹ con gửi ta.
Đầu vàng là thủ lĩnh. Đầu vàng là thủ lĩnh. Để hai đứa con. Thôi đái luôn á. Tía đái luôn. Đi vô đây. Đi vô đây sình nè. Qua đây có sình nè. Đi đi qua đây. Tôi dẫn tụi bay qua đây thế nào cũng hết với đường cũng lậu rồi. Càng bụi cỏ. À, chết mẹ rồi, bên kia có con chó đen chà bá luôn kìa. Đấy, rồi thấy. Ghê đi nu. Đi nu ghê. Đi nu không sợ ta. Rồi, nu không sợ đâu. Con chó bự không sợ hả đâu. Sổ nó đi. Sổ nó. Nhát chơi nữa, hé hé mà không dám chạy vô con xù còn nhát dữ nữa. Chạy lên xù, sủa nó con. Hai con đầu chế máy. Đâm đâm đâm, ra xử nó cho tao đâm. Đâm 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 đâm. Rồi no chết mẹ lần đâm lên tới. Sủa nó đâm. Cụp đuôi liền. Ôi có cái đuôi đâu cụp. Sủa nó đâm. Ghê đốm ghê thiệt. Đốm đại ca rồi nó vĩnh vĩnh đuôi con kia cụp đuôi liền. À, không có cái đuôi nhưng mà mình biết là nó cụp. Đi vô đây chơi, qua đây chơi, qua đây nè. Đi qua đây nè. Nu nu, qua đây lội sình nè. Mẹ nó bắt qua khía. Chưa bắt qua khía với mẹ mày rồi đi nu. Là mẹ con nó giỡn tối ngày luôn. Ê đây. Đi vô nè, đi vô nè. Đi vô nè đầu vàng. Vô tao bỏ mày nè đầu vàng. Hai con này chạy ra nhanh lên. Đây có mấy cái chén là những chén cổ hay gì mọi người. Cú bé múc lên nè. Chén này chắc chén thời nhà Minh á. Cái này dắt dài tỷ một cái à. Lội xuống đi, lội xuống đi. Đồ vàng, đồ vàng, đồ vàng. Đồ vàng, đồ vàng. Đó. Thấy chưa. Lội xuống đi, lội xuống đi con. Lội xuống đi, nu, nu, nu. Lội xuống. Lội xuống, nu, bắt nó, nu. Bắt cục đất đi, nu. Cái này nó không dám lội mọi người. Nó chỉ lội trên bờ thôi chứ nó không dám lội xuống nước nha. Đâm 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 đâm. Qua đây. Đâm 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 đâm. Con y tan. Ở đây lội sành nè. Nè nó. No 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 no. Qua đây qua đây. No no no. No 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 no. Rồi rồi. Bành bành rồi ba mấy con. Trời ơi, dặn xịn trong mặt con luôn. Đi đâu? Con sầu. Đi nu nhìn chiến như ta. Rồi lúng. Lúng cái giò vô luôn rồi. Con sầu à. Con sầu anh không ảnh sao rồi. Ba mẹ con đi tắm mà ba bốn người theo canh nữa. Đốm chả tiêu rồi, đốm nó đại ca thì con chó kia thấy nó quéo luôn. Nó đại ca khúc này rồi. Nghe bị giang hồ hả Nu? Nghe bị phế. Nghe bị giang hồ hả Nu? Mình mẩy. Đốm bữa đó nó mình đắng mà nó đành mình đen luôn á. Rồi mình mẩy con nào đấy. Mình chủ rồi hả? Mình chủ rồi. Để vậy cho lát Nhi về cho nó bận Nhi chơi. Đồ à, con đồng vàng bữa nay thôi cũng tiêu luôn. Này thôi Na ơi. Nu ơi. Thôi thôi không nhảy lên. Thôi không nhảy lên. Đi đồ vàng. Đồ vàng chạy dữ ta. Lẹ lũi. Đồ vàng thủ lĩnh.
đi ra đây kia đây cho lên. Buổi chiều tắm xịn của ba mẹ con đó nha mọi người. Buổi chiều tắm xịn của Linu đầu vàng và sầu nha ba mẹ con. Làm dục nó xuống đây luôn. No xương. No. Hai đứa giờ dính sình không phân biệt được. Đầu bạn đi khám phá đi đầu bạn. À mày con để mình trèo xuống đây mình kêu tụi nó xuống nó dám xuống không nha mọi người. Đây. Mày xuống đây chơi nè. Đây. Nó qua xuống trước đầu tiên. Show. Đồ bạn. Đồ bạn, đây là béo đồ bạn. Đồ bạn nhìn quay phong luôn. Đi tin luôn. Gơ đồ bạn dữ thiệt. Đồ bạn nhìn quay phong thiệt chứ. Đồ bạn xuống đây chơi đồ bạn. Đi xuống đây chơi nè. Tụi nó giỡn dưới kìa. Đi, xuống đây tụi nó giỡn nè, nó quay chân lên nè. Rồi, giờ hai bạn chạy giỡn đi. Giỡn hai đứa giỡn đây là in dấu chân đây. Đi xuống đây. Đi. Đó. Trời không phá. Ừ đã không ta ơi. Dừng. Còn gì đâu. Lên trên luôn mình hết rồi. Giờ cho thoải mái luôn nha mọi người. Cái này lát ngay cắn lộn. Đừng có giỡn, đừng kè cho mình anh bay. Đừng hay đứa giỡn đi. Anh em ruột chưa. Không biết con nào anh hay con nào em á thôi mọi người. Hai con này là hai con bự nhất bầy của đầu vàng á. Hai con bự nhất bây giờ nó cỡ này nha. Rồi. Đầu vàng sao nằm đợi hả? Không xuống chơi hả đầu vàng? Thôi không dám xuống. Hai anh em nó giỡn. Anh em giỡn bé bá luôn. Cắn lộn ơi. Hai con giỡn cắn lộn ơi, nhanh lên cắn lộn ơi. Cắn lộn ơi nu. Giỡn này lát vô tao tắm chưa. Ta giữ. Giỡn bao đầu ta luôn ghê. Trời ơi, anh em giỡn dữ dằn luôn. Dữ. Ngay rồi, giỡn lát ngay rồi. Giỡn dữ rồi, lát ngay rồi. Đồ vàng. Tụi mình chán rồi theo rồi chứ. Giờ sao tèo lên nè, giờ sao tèo lên nữa, hai đứa bay tèo lên được không nghe. Các bạn đi vô đây đồ bạn ơi. Tèo lên nhanh lên, tèo lên đi, hãy nói tèo lên được không? Các bạn nó chạy trước kìa, các bạn nó chạy vô kìa mọi người. Đồ bạn. Trời, hai con đó nó giỡn hoài luôn kìa. Chạy xuyên lục địa luôn. Chiều nay mình ở nhà nha mọi người. Chiều nay có cha với anh hai mình ở với Đập rồi nên mình về nhà mình uống bữa với mẹ nha. Trời ơi. Thôi mình bán cái cọng gì đâu. Thôi đừng nhảy mình anh, hai đứa giỡn đừng nhảy mình anh nghe. Đó là tụi đi quẹt, cố tình quẹt vô giò ta kiểu mình đi theo nó tụi nó hơn không mà chân mình vậy nè. Đồ vàng ơi, đồ vàng. Kiều nó cái nó hơi ghét rồi, đồ vàng nó hơi ghét rồi. Giỡn tật té luôn chứ. Chạy dữ. Ghê. Gì đó. Giỡn chui, giỡn là chui đâu dưới háng người ta chui lên. Để cho nó giỡn chút xíu nữa vô nghỉ nha mọi người. Giờ ước me rồi đó, còn gì nữa đâu. Hai con ước me rồi kìa. Hai anh em ruột.
Hai con này chắc là chung mẹ chung cha luôn nên nó giống y chang. Chung mẹ thôi chắc cứu chung mẹ rồi, còn có chung cha hay không thì mình nghĩ chắc 90% rồi. Tại vì hai con nó giống quá thì giống. Nó giỡn. Thôi hai bây giỡn thì đừng có đứng gần tao. Cứ giỡn xong rồi cứ kẹ kẹ vô vô trò tao hoài. Đấy nó là con mình đó nè. Còn là con chó đâu. Nó hình con tao sình rồi, con này là con sầu nè, con này là con sầu. Giờ khó phân biệt quá mọi người đó, thử đi sầu thử nó đi. Rồi ra tới nước rồi, ra tới nước rồi. Nó chạy. Ra thiệt hay con này nó giảm dữ thiệt. Ra nước tiếp. Trời. Giỡn là cho ước mình luôn rồi, hôm nay lỡ là thí luôn rồi. Con đồ vàng nó không xuống giỡn gì tên đồ vàng nó nằm ở tỉnh nó canh nha mọi người, nó ngồi trên kia nó canh kìa. Hay là nó không dám tèo xuống mình cũng không biết nữa. Nhưng thôi để cho nó sạch sẽ, cho nó giữ hình tượng là người mẹ đi. Nó đi dài trên kia kìa. Hay là cho nó giỡn đã luôn. Để mình lên mình bắt đồ vàng xuống giờ không giữ hình tượng luôn, ghét. Quá giỡn rồi. Đồ vàng chạy, đồ vàng cũng giỡn rồi đó mọi người. Nhưng mà nó không dám xuống, mình nghĩ chắc là vậy. Tại vì nó thấy mấy con này giỡn nó chạy theo, nhưng mà nó không dám chạy xuống. Trời ơi, té luôn. Giỡn dữ vậy, để bắt đồ vàng xuống ơi. Bắt đồ vàng cho đồ vàng xuống sành ha. Cho đồ vàng xuống sành tắm nghe đồ vàng. Hai là đồ vàng nha mọi người. Đồ vàng không dám tèo xuống. Đồ vàng sẽ ẩm cho đồ vàng nó xuống sình cho nó tắm luôn. Thôi chứ, nghĩ sao mình là mẹ mà hai đứa con mình nó ước mình vậy. Mà mình khu queo ai coi mình ra vậy. Đi xuống đây. Nãy giờ lên bay. No. Thấy chưa, vừa kêu rồi xuống liền. Rồi, xuống chiến tụi nó ơi. Chiến tụi nó đi đồ vàng chiến. Nó tụi nó chiến với đồ vàng kìa. Rồi chạy dẫn ơi. Chạy dẫn ơi. Đây nước nhiều này dẫn đã hơn nè. Rồi hai anh em nó dẫn tiếp. Chạy theo mẹ nữa rồi, chạy theo mẹ nữa. Đó. Hai con này nó. Hai con này nó giỡn quá dữ. Đây đi dài qua bên kia luôn nha mọi người. Đi vòng vòng. Dài vòng qua bên kia, nãy là tụi mình đứng ở đầu bên kia. Giờ tụi mình đi xe, đi bạo vòng qua đầu bên kia nha. Đây chỉ là cái ao cạp để dành nuôi tôm thôi, nhưng mà còn đang sửa chưa có nuôi nha. Đi đằng kia đi, đằng kia. Mẹ đồ vàng mẹ đi kìa. Quá thì quậy, tới thui rồi, tại tới thui một trời lặn mất tiêu luôn rồi. Đồ vàng không giỡn gì tơn. Mấy anh em nó giỡn quá thì giỡn ước mình mà đồ vàng không giỡn. Đồ vàng giỡn trên bờ, đồ vàng chơi hệ đất nè. Hệ sình chứ không qua tới, chưa có qua tới hệ nước. Rồi rồi đây. Đâu? Mẹ sẵn sẵn xà bông luôn rồi. Mà mày tắm nó mày dơ bụng mình rồi đó, con tắm cho. Dạ tắm đi. Con tắm đi con. Con sẵn hôi sình người ta hôi luôn. Đổ lên nhìn mà. Xả vô thau luôn đi. Xả vô thau luôn đi. Ra cái gì mà la. Chạy cha mày chứ chạy. Tắm sình dữ lắm mà. Mặt bất lực nha. Nó sụp dữ lắm. Hai mốt nó ăn quen chắc nó đi chắc chết. Còn hai đứa chưa lên gì. Mốt người ta nuôi tôm rồi chạy xuống tao quýnh chết luôn. Hey.
Dạ, tao nhỏ xỉn về tao không biết con nào là con đầu vàng, con nào là con linu, con nào là con sầu tao không biết. Nè, con nào liếm tao vậy? Con nào liếm tao vậy? Đây, con sầu à? Con này là con sầu nha mọi người. Còn con linu với con đầu vàng đâu? Đi mở thùng rác tao đặt đầu tụi bay bây giờ. Đầu vàng, linu là biết ai? Con nào đây? Con đi đâu hả? Còn con nào vàng đâu? Con đi đâu biết sổ. Vậy con nào vàng đâu? Con nào vàng của tao đâu? Con nào vàng nó mất tiêu rồi. Ông vàng ơi, vàng. Ông vàng. Ông vàng. Trời ơi. Được có hai đứa con nó mừng. Còn con mẹ nó mất tiêu rồi, nó kiếm con mẹ đó. Tao la ngoài giống tao ngủ luôn. Coi có nào ngủ với tao không. Coi đứa nào là đứa thương tâm nhất. Con Lilu sẽ là đứa thương tâm nhất. Còn có đầu vàng với con sù đem dục. Chỉ có con Linu thôi. Chỉ có con Linu mặc dù nó nằm nó cắn tào lao nhưng mà nó vẫn thương anh xe nó nhất. Nhi nhu. Nhi nhu quá nhi nhu. Ây da nhi nhu cắn đèo quá nhi nhu. Ây da. Ây da. Rồi ngủ ơi. Ngủ ơi, hai anh em mình ngủ. Mơ dậy. Ây da. Ây da. Con sù ngủ với anh không? Ngủ thì đẹp lên. Rồi. Rõ. Hai đứa tẹo lên ngủ với anh. Nhổ vẹn nó đi bắt, đi bắt thằng làng rồi. Cho nó đi bắt thằng làng ơi. Hai đứa bay ngủ với tao. Rồi không liếm nữa. Không liếm quả nó rồi. Nó đã liếm rồi. Rồi ngủ đi. Trời ơi không kịp sẵn đó em. Hôm qua hai chó bỗng sẽ lại kiếm nữa đó. Lẹt trở đi nè. Từ 8 giờ đưa bản thân gì tới giờ làm gì chạy. Để nó chọn cái bay. Ủa gì vậy? Ủa gì sụ? Nó nhai gì chóc chép lên không? Tao chứ ăn mà mày sổ. Đúng rồi cục xương nha chóc chép hả? Đồ ăn nó ăn cơm. Ba mày còn thôi. Anh đi chờ nghe không? Nô à nô. No. Anh đi chợ ngang. Mày nhai cái gì cục cứt gì vậy? Trời cục xương heo ở đâu rồi nhai chắc vậy nè, cho nè. Nhai đi. Hey. Nino, Nino, Nino. Anh đi chợ nghe. Nghe Nino. Không có nằm im được. À rồi. Anh xuống đây đi chơi đây, anh đi chợ ạ. Nó tay kỳ hả? Hả? Coi mặt cái rồi. Thiên ngữ. Mặt của nó lâu quá rồi. Đi đâu rồi, đi đâu? Đi đâu? Đi chơi đi, em đi chợ. Chơi đi, ra nhìn ăn với mẹ đầu vàng đi, đầu vàng nó ăn rồi. Con sù chạy đó mất tiêu rồi sao? Nè con đầu vàng uống nỉn nha mọi người. Anh đi chờ nghe đầu vàng của nến. Đầu vàng của nến à. Anh đi chờ nghe đầu vàng của nến. Đầu vàng mọc thù lù của nến. Rồi con sầu xuống đây. Rồi em cái là dạ. Chuyện nào gì dối? Nhà con Linh nó chảy gì dối? Đây là con sầu. Chuyện nào con Linh nó chảy gì dối hả? Rồi anh đi chờ nghe. Rồi, đi cắn lão ơi. Đi cắn lão ơi. Sầu vô đây chị sầu. Rồi, đi chơi đây anh đi chơi. Rồi, lên nó chở ở dưới vài bữa lên chơi tiếp. Không chịu tèo xuống luôn hả? Giờ nằm vậy luôn. Không chịu tèo xuống luôn. Ê, bước lên.
Cũng chát mất tiêu rồi. Mau khóc đi luôn mau. Vậy? Con nào ồ ồ vậy? Trời ơi. Trời quá đầu bậy luôn. Nhảy vô rồi anh. Sam, một. Rồi nhảy nhẹ nhẹ thôi để việc vô đầu anh. Thử anh giữ con mèo. Ốt trời ơi. Đầy đủ quân số rồi đó. Cái thôi.